tâm mình đâu nói ra đâu. Bởi gắng cho con ơi, gắng cố gắng đi, đặng con đứa con sau này con dưỡng già. Mẹ lúc nào mẹ cũng khuyên vậy thôi. Cũng ráng lắm. Thì cũng ráng lắm. Ông xã là cũng bị yếu. Yếu. Dạ. Là cái này không sao. Đi học cũng sẽ phát triển, cũng sẽ được thôi con. Dạ. Thành chú Quyền Linh đó... biết người phụ nữ thì người ta thích người đàn ông thương mình, ta biểu hiện ở bên ngoài. Chú Quyền Linh. Như em chồng của con á, thương vợ, ví dụ như đi làm thôi là về mua cho vợ hộp cơm hay gì á, cũng là sự biểu hiện tình cảm thương yêu vợ. Còn chồng con không có, đi làm về hay gì là không bao giờ mà mua cho vợ này kia vậy. Mình cảm thấy mình cũng tuổi nữa. Con không có tự động gọi là lại làm quen với mẹ, chủ động mình hỏi, mình nói chuyện này kia đi. Lúc đó cảm giác không biết sao, cảm thấy như là con bị lẻ loi vậy đó. Nhiều khi thấy mẹ nói chuyện với em dâu nhiều hơn, mình bị cô lập vậy đó. Rồi con không muốn nói chuyện luôn. Tại vì bây giờ hai con dâu, con của cô á, là thằng nhỏ nó bị qua đời rồi. Rồi cháu nội với con dâu nó dẫn về bên nó rồi. Giờ chỉ một mình cô nhỏ này con dâu ở gần bên thôi. Lên tới đây cố gắng làm sao để mẹ chồng nàng dâu cố gắng lại kề cận bên một bên, để sau này rằng nhiều khi con dâu chăm sóc cho mẹ. Bây giờ đâu còn hy vọng con dâu kia để mà chăm sóc cho mẹ nữa đâu. Cho nên con dâu này nó nghĩ là mẹ không thương, chứ mẹ thương để tâm để lòng. Thường thường chú Huỳnh Linh nghĩ người ta nói ngàn đời cái khoảng cách mẹ chồng với nàng dâu nó có một cái khoảng lấp không bao giờ lấp đầy được. Nhưng mà con nghĩ cái khoảng lấp đó nếu mà mẹ và con lấp nó sẽ đầy. Tại vì con với mẹ ở nhà không có nói chuyện với nhau nhiều, rồi không có hiểu nhau. Cho nên con muốn mượn chương trình, tham gia chương trình để hai mẹ con bày tỏ ra những cái nỗi lòng của con. Như hồi mười mấy năm nay con không có nói được, bây giờ con lên con bày tỏ, con nói với mẹ cho mẹ hiểu con. Rồi như những gì mà con làm không đúng thì mẹ nói rằng cho con biết, con sửa. Con thương mẹ thế nào con nói cho mẹ chồng con biết đi. Con thương mẹ nhiều lắm. Nhất là con thương mẹ cái lúc mà em chồng con bị tai nạn mất á. Con đi về từ bệnh viện về, mẹ có ôm con, mẹ nói nè, từ nay á, hai vợ chồng con gắng lo cho mẹ nha. Lúc đó cảm giác của con á là con thương mẹ lắm. Thấy mẹ giống như là lạc lõng rồi á, em mất vậy đó. Con nói với lòng con á, nhất định là hai vợ chồng con sẽ lo cho mẹ. Bây giờ mẹ lên đây giữa chương trình đây là mẹ nói với con, từ nay tới đặt ví dụ như mẹ ở gần bên nhà con. Con đi chợ, bên đây mẹ đâu biết chạy xe đâu, cha con không chạy xe nữa. Mẹ ơi, con nay con đi chợ nè. Mẹ đi chợ không mua đồ ăn, mẹ đi với con. Không thôi mẹ gửi con mua gì. Chào chị. Chào chú. Dạ, xin mời chị ngồi ạ. Mời mẹ chồng giới thiệu về mình ạ. Tên là Huệ, Ngô Thị Huệ. Ngô Thị Huệ. 55 tuổi. Huệ đến từ đâu? Tiền Giang. Huyện nào? Huyện Cái Bè. Cầu Cổ Cò này ha. Cầu Cổ Cò. Cầu Mỹ Đức Tây này kia đó ha. Dạ. Xin mời chị ạ. Xin chào chú Huyền Linh, chào Lê Lập, chào quý vị khán giả. Con tên Trần Thị Ngọc Huỳ, năm nay con 30 tuổi, con đến từ Tiền Giang. Chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, được 12 năm. Có công chúa hay hoàng tử nào chưa? Dạ, chưa. Rồi cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu này thì có ấn tượng điều gì không? Đó là đầu tiên gặp nàng dâu thấy còn nhỏ quá, đang đi học, thấy cũng không biết làm sao duyên nợ của con mình nó đến. Từ lúc mà gặp cho tới ngày cưới là bao lâu? Chắc hai tháng, chắc hơn tháng. Thôi tháng. Mai. Giống như bạn muốn hẹn hò là mai vậy đó. Mai. Còn chị thì sao? Cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị cảm giác như thế nào? Lúc đó thì được người mai mối, mẹ vô nhà chơi lần đầu tiên thấy mẹ mặt nghiêm lắm. Mẹ không có nói chuyện, mẹ cứ nhìn thôi à. Mình cũng sợ, chàng mình nghĩ chắc khó lắm. Cảm giác lúc đó là sợ, không biết sau này sao. Nhưng mà lúc đó thì gia đình con cũng có một biến cố, cho nên đó con không có đi học nữa. Con định đi làm để giúp đỡ gia đình. Có hai phương án, một là con sẽ đi làm để giúp đỡ gia đình, hai là con sẽ có chồng để bớt gánh nặng cho ba với mẹ con. Mà con không có nghĩ là cái tuổi trẻ của mình nó có chồng á, nó sẽ khổ hay là sướng. Sau này về con làm dâu thì con mới biết được là có khổ có sướng như thế nào. Lúc con ta làm mai cũng mới biết chồng con đúng không? Dạ, lúc làm mai tới đám hỏi là khoảng chừng 2 tháng mấy à. Nhưng mà cô có biết hoàn cảnh gia đình chị lúc đó không? Không, bị làm mai mà. Làm mai thì vô lần đầu tiên thì thấy rồi. Sau này cái thằng con tới lui vậy đó, người gia đình gả thì mới tới nữa. Nói chung á là con lấy chồng con là con có tình cảm, nhưng mà
ông xã của con bây giờ là ông ngoại bà ngoại ruột của con á, rất là thương xã con. Không biết làm sao mà ảnh vô lần đầu tiên á là ngoại con đó có cái cảm giác mà thích ảnh rồi. Ông ngoại bà ngoại con chịu, ông ngoại bà ngoại con thấy được đó, gả cho nó đi. Con gái á, ở nhà ví dụ như cho đi làm thì tánh của ba con á là không có muốn cho con mình đi làm xa đâu hết trơn á. Dù nghèo khổ hay gì, ở nhà có gì ăn đó chứ không bao giờ cho con mình đi làm. Nhưng mà sống một thời gian á, thì con cũng có tình cảm với chồng con. Thấy cũng vì vợ chồng về thấy cũng hạnh phúc lắm, chứ không thấy cái gì mà để hờn giận hết trơn. Sau này thì thấy lâu con quá à, không biết sao lâu con. Cái đi thằng con á, mới đi với dâu này mới lên Trạch Vũ á, đi khám rồi nó thằng con bị tinh trùng hơi yếu vậy đó. Rồi từ ấy giờ cũng uống thuốc được nhiều quá mà chưa có con. Rồi thấy dâu thương ham con quá trời, cũng mong cho được đứa con nữa, cưng tội nghiệp, thấy thương lắm. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Giờ làm dâu thì nó có lo phụ mẹ gì chồng làm này kia có, không? Có, có. Vì làm giường đó, cũng đi xịt sâu đồ với thằng chồng nó cũng có đi làm. Nhưng mà... mày chồng không? Cũng chút đỉnh vậy thôi. Chút đỉnh là gì? Cũng như là ví dụ như nấu cơm, nấu nước đồ vậy đó, cũng có vô làm. Rửa chén, rửa bát, quét nhà, quét cửa đồ, cũng làm rồi. Phụ, cũng làm phụ. Mới cưới cũng làm phụ á. Ở dưới quê thì chú Huyền Linh biết, ở dưới Tiền Giang Cổ Cò thì đa số là bưởi á. Mới có đám cưới một hai ngày, cái vườn bưởi nhiều lắm. 70 bưởi rồi, kêu đi theo hai bưởi. Mỗi lần hái cái phải đưa cái lòng lên hứng nè. Cái nó mỏi tay lắm, quất chơi luôn, chụp như vậy nè. Chụp có khi vô bắn mặt luôn. Mà chụp chỉ là quen. Mà hồi xưa ở chung với ba mẹ thì không bao giờ ba mẹ cho con mận gì hết trơn á. Khi mà có chồng á, học hỏi, từ từ biết. Sống với ba mẹ con cũng không biết nấu ăn gì hết á. Nhưng mà khi có chồng á, là về thấy bà chồng con mới nấu gì con không học hỏi theo cái đó. Mới đầu thì nó không ngon, nhưng mà từ từ nó ngon. Nấu riết có khi mẹ khen nấu ngon luôn á. Nhưng mà rồi mình có gặp những cái khó khăn gì không? Đó. Lúc mà hai chị em bạn dâu ở nhà chung, lúc đó là em cảm giác là bị cô lập vậy đó. Có thêm em dâu rồi mà em dâu có con nữa, mà trong khi đó thì mình không có em bé được. Áp lực phải không chị? Cái thấy tình cảm của mẹ dành cho em dâu nó nhiều hơn. Mẹ với em thường trao đổi với nhau lắm, ví dụ nói chuyện nhau nhiều hơn. Còn mình thì không có, tại vì em nghĩ chắc mình không có con á, cho nên mẹ không nói chuyện nhiều hơn. Rồi tình cảm mẹ chắc thương mình nhiều hơn, lúc đó là áp lực dữ lắm luôn. Còn chồng con á thì anh thương thì thương, nhưng mà anh không có bộc lộ ra bên ngoài. Rồi nhiều khi cảm giác ở nhà mẹ cũng không thương, mẹ chỉ thương em dâu thôi, rồi thương cháu. Chồng thì quan tâm mình không có được biểu hiện ra ngoài, lúc đó tủi thân dữ lắm. Coi như con thấy lẻ loi một mình nữa ha. Dạ đúng rồi, con đi làm về là chiều con vô phòng ngủ không à, không có nói chuyện với ai hết trơn. Rồi ăn uống thì sao chị? Có khi em đi làm dựa trái cây á, thì ở ngoài chỗ đó có mình ăn luôn. Bữa nào đói á, thì về mẹ nấu cơm á, thì xuống ăn. Mình làm ở đó về khuya quá thì người ta cho mình ăn, rồi mình về chỉ tắm rửa rồi ngủ thôi à. Lúc đó mẹ chồng có biết là nàng dâu thế lẻ loi như thế không? Không, tại nó nghĩ vậy chứ tôi lúc nào cũng thương dâu chứ. Mà tại vì nó không có con, nhỏ kia có con, nhiều khi nó nghĩ vậy thôi. Nhiều thương tung bụng tung tâm mình đâu có nói ra đâu. Bởi gắng con ơi, gắng cố gắng đi, đặng con đứa con sau này con dưỡng già. Mẹ lúc nào mẹ cũng khuyên vậy thôi. Cũng ráng lắm. Thì cũng ráng lắm. Ông xã là cũng bị yếu. Yếu. Dạ. Đó là cái này không sao. Đi học cũng sẽ phát triển, cũng sẽ được thôi con. Dạ. Thành chú Quyền Linh đó... biết người phụ nữ thì người ta thích người đàn ông thương mình, ta biểu hiện ở bên ngoài. Chú Quyền Linh, như em chồng của con á, thương vợ, ví dụ như đi làm thôi là về mua cho vợ hộp cơm hay gì á, cũng là sự biểu hiện tình cảm thương yêu vợ. Còn chồng con không có đi làm về hay gì là không bao giờ mà mua cho vợ này kia như vậy. Mình cảm thấy mình cũng tủi nữa. Con không có tự động gọi là lại làm quen với mẹ, chủ động mình hỏi, mình nói chuyện này kia đi. Lúc đó cảm giác không biết sao, cảm thấy như là con bị lẻ loi vậy đó. Nhiều khi thấy mẹ nói chuyện với em dâu nhiều hơn, mình bị cô lập vậy đó. Rồi con không muốn nói chuyện luôn. Tại vì bây giờ hai con dâu, con của cô á, là thằng nhỏ nó bị qua đời rồi. Rồi cháu nội với con dâu nó dẫn về bên nó rồi. Giờ chỉ một mình cô nhỏ này con dâu ở gần bên thôi. Lên tới đây cố gắng làm sao
để mẹ chồng nàng dâu cố gắng lại kề cận bên một bên, để sau này rằng người thi con dâu chăm sóc cho mẹ. Bây giờ đâu còn hy vọng con dâu kia để mà chăm sóc cho mẹ nữa đâu. Cho nên con dâu này nó nghĩ là mẹ không thương chứ mẹ thương để tâm để lòng. Thường thường chú Huỳnh Linh nghĩ người ta nói ngàn đời cái khoảng cách mẹ chồng với nàng dâu nó có một cái khoảng lấp không bao giờ lấp đầy được. Nhưng mà con nghĩ cái khoảng lấp đó nếu mà mẹ và con lấp nó sẽ đầy. Tại vì con với mẹ ở nhà không có nói chuyện với nhau nhiều, rồi không có hiểu nhau. Cho nên con muốn mượn chương trình, tham gia chương trình để hai mẹ con bày tỏ ra những cái nỗi lòng của con. Như hồi mười mấy năm nay con không có nói được. Bây giờ con lên con bày tỏ, con nói với mẹ cho mẹ hiểu con. Như những gì mà con làm không đúng thì mẹ nói rằng cho con biết, con sửa. Con thương mẹ thế nào con nói cho mẹ chồng con biết đi. Con thương mẹ nhiều lắm. Nhất là con thương mẹ cái lúc mà em chồng con bị tai nạn mất á. Con đi về, từ bệnh viện về mẹ có ôm con, mẹ nói nè, từ nay á hai vợ chồng con gán lo cho mẹ nha. Lúc đó cảm giác của con á là con thương mẹ lắm. Thấy mẹ giống như là lạc lõng rồi á. Em mất vậy đó, con nói với lòng con á, nhất định là hai chồng con sẽ lo cho mẹ. Bây giờ mẹ lên đây giữa chương trình đây là mẹ nói với con, từ nay tới đặt ví dụ như mẹ ở gần bên nhà con đi chợ, bên đây mẹ đâu biết chạy xe đâu, cha con không chạy xe nữa. Mẹ ơi, con nay con đi chợ nè, mẹ đi chợ không mua đồ ăn, mẹ đi với con không thôi, mẹ gửi con mua gì, con đi chợ mà con xách xe con đi nhiều khi mẹ ở nhà mày không có đồ ăn, mẹ cũng lội bộ đi xin đồ ôm, chứ mẹ đâu biết chạy xe đâu. Thứ hai nữa, đặng dụ con muốn mặn tô bánh canh hay cô hủ tiếu gì bưng qua, đặng dụ có cha mẹ ngồi đó. Mẹ với cha ăn bánh canh là mẹ ăn, nhiều khi kêu cha không kêu, không kêu mẹ, mẹ đâu có ăn đâu con đó. Nhiều khi cha ăn không hết kêu mẹ ăn, mẹ nó mẹ không ăn, dâu kêu ăn không đó kêu tôi đâu tôi ăn đó. Nhiều khi mẹ cũng có tự ái vậy nha con đó, mẹ tự ái đó. Dạ trời xuất rồi con. Dạ cha chồng con từ hồi cưới con tới giờ cha là thương lắm, tới nỗi mà con kho cái nồi cá hồi lúc mới về con đâu biết đâu, con kho cá cái con ốp nước mạo nhiều quá nó đen xì lòm luôn, nó đen thui cái cha nó không đụng được, để cha rửa cha ướp lại để mẹ về la chết, rồi là cha con tự rửa cha con ướp lại, rồi cha con kho cho con luôn vậy đó. Mà miễn con mà cha mà thấy con làm cái gì ha là cha giúp con chuyện khác, ví dụ như con nhặt đồ là cha quét nhà, con nấu cơm cái cha làm này kia phụ con, cha thương lắm. Ra mời bánh canh cho cha thôi. Đó là cơ sức của con để con điệt sửa lại. Rồi hồi đó giờ mẹ con có bao giờ nói chuyện với nhau vậy đâu? Không. Đúng dạ. Không? Thấy thôi chứ không có nói đâu luôn đó. Đó, không có nói. Mình biết sở thích của đối phương là gì. Mẹ con á thì cũng thích làm đẹp, thích mua đồ lắm. Nhưng mà mẹ có tính tiết kiệm lắm. Mà nào giờ có mua gì tặng mẹ chưa? Dạ có, mua đôi dép kẹp mà cao này nè. Cái mẹ mang lần mẹ nói ồ đào chừng quá không màng nữa, cái mẹ khóc vô tủ luôn. Rồi kể từ đó có mua nữa không? Không. Rồi. Chi ta phải mua khác đi chứ, biết mẹ thích là đổi cái khác nữa. Cũng mua mà mẹ cứ chê hoài, thôi không mua. Mang vô à, mang cái hai kẹp này mang đi phòng võ cho mẹ chê, mang dép kẹp cao á bị rồi, đau chân ấy. Con mua dép tổ ong cho mẹ giống như cái gì thoải mái. Thì không biết là mẹ có mua gì tặng lại cho con dâu chưa? Chưa luôn. Vậy đó bỏ vậy kêu khỏi kêu ta cũng đi chợ sao ta ngủ đi. Không có biết gì đâu, con dâu thích đồ mua á. Cô Dụng không biết thì mua, không thích cái này là chắc chắn là mua khác nó thích. Giờ mẹ cho vài cây vàng hay miếng đất được khỏi mua quà. Bây giờ đã vụ ấy thì có tiền sẽ đi mua cái giường. Mẹ có chồng cho giờ không có cho chưa? Chưa. Chưa cho luôn. Mà chắc hết chưa? Qua chương trình này chắc mẹ sẽ cho quá dạ, mẹ giấu rồi mẹ cho hết. Nhưng mà muốn mẹ cho là phải chăm sóc mẹ, quan tâm nâng niu dạ. Mẹ sau chương trình này con sẽ sáng ngày qua con hỏi mẹ đi chợ không, cái vài bữa cái khoảng tuần lễ con nói mẹ vàng mẹ giấu đâu. Mẹ cho con hết là mẹ cho con. Chú nói nghe giờ mẹ cũng biết cho ai đâu. Dạ chỉ còn con thôi. Đúng rồi. Con dâu cũng là con dâu một, cũng là con ruột ở nhà luôn, cứ qua lại sáng trưa chiều tối. Cứ rảnh qua mẹ nay ăn chè ăn gì không, mẹ ăn đi chợ mua. Cái mẹ nó đi mua đi nó mẹ, nhưng mà hôm nay con cũng kẹt chứ đâu. Cứ tận tuần với mẹ con chở nhau đi vòng chợ một bữa đi. Dạ. Rồi cái mẹ mua cho con mua cho mẹ. Dạ. Vậy đi. Rồi vậy được rồi. Về chắc tuần đầu sẽ chở mẹ đi á, mẹ dẫn vô tiệm vàng mua cho con cây vàng đi. Rồi tuần sau cái con dẫn con chở mẹ đi, cái mẹ thích đồ quần áo gì mua lại cho mẹ. Giàu khôn quá.
Thì giữa cô với là con dâu còn cái sự mâu thuẫn gì nữa không? Không. Hai vợ chồng chị với mẹ thì sao? Ông nhậu về ông hay lớn tiếng rồi nói này nói kia rồi, cái mẹ la ổng. Có vụ nào cờ la dữ dội không? Có nhiều khi nhậu về hai chồng cự cãi, đi qua cái gầy la cái nhỏ này. Thấy nghe lại gầy la thằng con thôi, gì mình cũng nghĩ sơ sơ thì thôi, nhiều khi nó biết nó mẹ binh tính thôi. Ổng vậy vậy cái ăn nói qua mét mẹ, tại vì nhà hai sát dách nhau vậy nè, hai nhà sát dách luôn. Nói mẹ ơi bữa nay ông nhậu về ông quậy nữa, mẹ qua mẹ xử ổng. Cái mẹ qua cái mẹ không lại chân, trời ơi thấy hơi bực. Có khi nào hai chồng đánh nhau trước mặt mẹ không? Có đánh lộn là có đánh lộn mẹ càng. Đi nhậu về cái em nói nhậu hoài, cái đang có rượu á nóng mà tánh em thì cũng nóng nữa. Cái hai đứa không kìm được, cái ổng quất em cái em quất lên trời ơi sao có vô can không? Mẹ nhảy vô mặn dâu nó hùng lắm mà nha, đánh cô luôn hả? Không hùng, mẹ vô can mẹ ôm chồng nó gọi có động sao vô quất tiếp. Có chú mẹ không? Không không chú mẹ, nhào quất tiếp nữa chứ không thấy ở mẹ ôm chồng rồi thôi đi, nhào vô quất nữa. Đúng mà mẹ chồng ôm cho quýnh. À con nghĩ chắc mẹ ôm cho con đánh. Ôm chồng rồi bắt đầu ôm vô. Trời ơi cũng hung lắm. Cũng như thấy nó không có con, nhiều khi nó buồn, nó bực hay gì đó. Rồi nhậu gì, cái nhọn dâu nè nó dễ nhai nhai, nhiều khi bực vậy đó. Tại vì chú Hoàng Linh thấy nếu mà có con, vợ chồng sống tình cảm như bạn bè nhau vậy đó. Thà là có con rồi đi nhậu đâu, đi nhậu con nhà con chơi với con cũng được. Còn đằng này cứ đi nhậu về là con cảm thấy con bực rồi, đã không có con mà cứ đi nhậu hoài. Bỏ mình nhà mình. Đúng rồi đó. Không ai bỏ chơi mình với mình không? Không ai chơi, buồn hiu. Lúc đó mẹ không có chuyện nữa. Đó mày mốt bởi vậy qua chơi má chồng đi. Nhưng mà sao mỗi cái lần đánh lộn đó đó, em thấy mỗi lần đánh lộn con thương mẹ, con nghĩ trời ơi cứ đánh như vậy làm khổ mẹ. Dạ. Nói thiệt mà mỗi lần mà mẹ can vậy tối đêm đó không bao giờ ngủ được. Mẹ tánh mẹ là không biết á, trước khi Mận lên tham gia chương trình này á, chiều bữa nào hai bà xuống ngồi trước hành lang á, bật lên coi, bật lên nơi coi này coi đặng mai mốt học hỏi đặng học lên mình nói gì ta. Đi lên đây cũng hồi hộp lắm á, hết lắm á. Dâu nó mẹ con đăng ký vợ chồng dâu, trời ơi mẹ quê mùa thấy mồ luôn á, mà xấu xí nữa lên chương trình gì con. Cái dâu nói mẹ ơi nhiều người xấu hơn mẹ nữa, mẹ thật lên chương trình đó mẹ ơi. Con nói với mẹ gì đó, mẹ cứ bình tĩnh thoải mái như chú lên thấy nãy mẹ con rung lắm luôn á. Giờ hết rung chưa? Hết luôn rồi. Dạ, thấy Quỳnh Linh lập thấy bình thường chưa? Hồi hộp lắm. Dạ. Hôm nay có chồng con gửi lá thư để chú đọc coi làm sao nha. Dạ. Thông qua chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, con mong mẹ sẽ thương vợ con nhiều hơn, quan tâm vợ con nhiều hơn. Vợ con còn trẻ con nên đôi khi làm mẹ buồn. Con mong mẹ bỏ qua cho vợ con. Trời, thương vợ quá. Còn riêng vợ nè, anh mong em và mẹ sẽ hòa hợp nhiều hơn, quan tâm mẹ nhiều hơn em nhé. Rồi bạn thân của anh có khi làm vợ buồn và mẹ buồn nữa. Nhân cơ hội này con cũng xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ nhiều lắm vì đã nhiều lần con làm mẹ buồn. Xin lỗi vợ vì ít quan tâm đến vợ. Anh hứa anh sẽ không để mẹ buồn và em buồn nữa đâu nha. Con cũng mong mẹ có thật nhiều sức khỏe để sống lâu với tụi con. Còn một chuyện nữa nè, anh biết em buồn vì chuyện con cái lắm, nhưng anh nghĩ con cái á là cái duyên. Em đừng suy nghĩ nhiều và áp lực chuyện con cái quá em nhé. Yêu mẹ nhiều lắm, yêu vợ nhiều lắm. Con không nghĩ là chồng con sẽ viết một bức thư như vậy. Ta là đó giờ tình cảm anh ít nào bộc trực ra ngoài lắm, mà hôm nay mà anh viết bức thư như vậy con cảm động lắm luôn. Và hy vọng rằng á khi này về chồng con cũng sẽ nói những lời yêu thương con thế này. Dạ. Lâu lâu cũng lén lén viết lá thư nhét vô túi con để con đọc cho nó tình cảm ha. Dạ. Rồi hai mẹ chồng nàng dâu ôm nhau cái nào. Về đổi có cầu gì trời ơi đã chưa, lâu lâu mới qua hung, ngày nào hung cũng được. Dạ. Hung càng nhiều mua vàng càng nhiều. Dạ. Và chúc ở nhà vui khỏe hạnh phúc lại sớm sớm ha. Dạ. Có tiếng em bé trong nhà nhé. Dạ. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô phần quà từ nhãn hàng Calosure Gold, sản phẩm của công ty cổ phần Vita Dairy. Calosure tiêu hóa khỏe trái tim trẻ.
Và còn đây là Alabio với thành phần 5 ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Con xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ. Nhớ đầu nắm tay mẹ đi nha. Dạ. Nó không nắm